phóng sự Hương Sắc Đô Sinh gửi đến các bạn hình ảnh của một điểm giao lưu lan rừng và gỗ lũa nghệ thuật có tên là Trọng Tú. Địa điểm là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thành phố Thái Nguyên. Đây là hai số điện thoại của cơ sở lan rừng và gỗ lũa nghệ thuật Trọng Tú. Hiện tại cơ sở đang được bày giao lưu tại hội chợ hoa cây cảnh mừng xuân mới ở Long Biên, Hà Nội. Và đây là hình ảnh của một số những cái giò lan mà điểm giao dịch của Trọng Tú trưng bày ở đây. Ngoài lan ra thì còn có những cái tác phẩm gỗ lũa nghệ thuật mà làm những cái giá, những cái kệ để chơi lan rất là hay. Vâng, thời tiết bắt đầu từ ngày hôm qua hôm kia đã thấy ấm dần lên và có ánh nắng. Chắc chắn là mọi người mang đến đây để trưng bày sẽ dễ chịu hơn. Về những cái hoa cây cảnh dễ bảo quản hơn. Và tôi muốn hỏi anh là đây là giống lan gì anh? Giống lan Đai Châu. Lan Đai Châu ạ? Đai Châu. Vâng. Giá mà giao dịch một cái bệ lan gồm nhiều khóm như thế này thì giá bao nhiêu? Giá là 18 triệu. 18 triệu ạ? Vâng, đẹp đấy nhỉ. Đây tất cả những cái vòi này là mỗi một khóm đã có 2-3 vòi hoa rồi. 2-3 vòi hoa đấy. Hay quá nhỉ. Đấy, vâng. Nở đúng dịp Tết đấy. Cái này có đúng vào dịp Tết không anh? Đúng dịp Tết. Tức là còn một tháng nữa đấy. Rồi. Có thể nó nở trước Tết khoảng 3-4 ngày là đẹp. Rồi rồi. Mà khí hậu như thế này là đúng Tết luôn. Mà tới đây là nó ấm lên mà. Ấm bắt đầu từ ngày hôm nay đã thấy nắng nhiều và nhiệt độ lên cao rồi. Đấy, rất đẹp rồi. Thế còn cái thằng này anh? Phi điệp. Phi điệp. Phi điệp và nó phải... Trong mấy giò phi điệp này thì giò chắc là giò này lớn nhất anh nhỉ? Giò này giá bao nhiêu? Giò này 13 triệu. 13 triệu. Vâng. Bên cạnh những cái giò lan đẹp, cơ sở còn rất nhiều những cái mẫu mã, hình dáng, kích thước là những cái loại gỗ lũa dùng để trang trí cho chính những cái giò lan như vậy. Tôi sẽ lấy cái hình ảnh cho các bạn xem. Ví dụ như một cái giá gỗ như thế này thì anh giao lưu giá bao nhiêu anh?
đây này, 1, 2, 3, 4, 5 cái để cái giá để đỡ được trên một cái khung lũa này là bao nhiêu anh? Giá là bình thường anh ạ, trẻ ông chủ ông cưỡng không biết giá. À, tức là anh là người bán thuê không phải chủ à? Vâng vâng, em chỉ là đấy là vừa không gọi mới ghép xong thôi. À, tưởng là anh bán thuê thì anh phải biết giá để khách hỏi để bán chứ. Thôi được rồi, không sao. Cũng hay nhỉ, trên những cái này có những cái giò lan mà để mà ra hoa rủ xuống rất tuyệt vời. Để được trong nhà, để được ngoài sân, cứ thế khiêng vào thôi, nó có chân rồi. Đây là cây nhãn này anh ơi. Cả một cây nhãn các anh ký lan lên. Vâng, Đỗ Sinh cũng xin dừng hình. Bởi vì với những hình ảnh những cái quầy hoa lan nho nhỏ như thế này thì tôi cũng chỉ chia sẻ được đến mức độ như thế này thôi. Người bán thì bảo là ông chủ không ở đây, cho nên không biết. Ta đi sang những cái gian hàng gỗ các anh đang được đang tập kết đến khu thương mại. Và ngày hôm nay nắng ấm, từng đoàn xe chở những cái mặt hàng như là hoa cây cảnh cũng như là gỗ mỹ nghệ đến với hội chợ hoa cây cảnh mừng xuân mới Long Biên, Hà Nội. Chúng tôi được biết là các anh đang dựng lán.